Kính thưa quý vị, Tomtato ra trái cà chua và khoai tây. Tên tờ Ipswich, một công ty của Anh Quốc, vào ngày hôm thứ Năm đã bắt đầu sản xuất hàng loạt cây Tomtato, là loại cây vừa cho trái cà chua và vừa cho khoai tây. Nghe có vẻ như khoa học viễn tưởng, nhưng cây Tomtato không phải là kết quả của kỹ thuật biến đổi di truyền, mà là mỗi cây đã được cấy ghép bằng tay. Phía trên mặt đất phát triển những trái cà chua anh đào ngọt và bên dưới là những củ khoai tây màu trắng. Giám đốc phát triển sản phẩm mới tại công ty Thomson và Morgan, ông Michael Perry cho biết, cây Tomtato hoàn toàn tự nhiên và an toàn. Mỗi cây Tomtato có thể mang lại hơn 500 trái cà chua và một số lượng lớn củ khoai tây. Ông Perry nói, đây không phải là một mánh lưới quảng cáo, mà là một biện pháp để tiết kiệm không gian trong vườn của mình. Cây Tomtato giống như hai loại cây được trồng chung trong một chậu. Cây ghép khoai tây và cà chua đã được thực hiện từ hơn 15 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên mà loại cây này đã được sản xuất thành công cho thương mại. Cà chua là thành viên của gia đình khoai tây và do đó tương thích một cách tự nhiên với khoai tây.